Ví dụ khi chúng ta gặp con rắn, ùn phát là chạy, không kịp nghĩ, ok, nhìn thấy cái ô tô nó chuẩn bị đâm vào mình, ùn phát là mình né ra, có ai chuẩn bị đánh mình lập tức giơ tay lên đỡ, đó là một cái phản xạ. Và khi chúng ta phản xạ như vậy thì chúng ta không suy nghĩ, và hầu hết tất cả chúng ta sẽ hối hận khi chúng ta nóng giận. Xin chào mọi người, quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Công Bình, nhớ NCB. Nào, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề cực kỳ vui. Vui đến mức độ là chủ đề của chúng ta là nóng giận. Tôi cũng không biết lên vui hay là lên buồn, nhưng với cá nhân của tôi, đây là một chủ đề mà tôi ngấm đòn, rất ngấm đòn. Những thầy của tôi nói rằng những người nóng giận là những người máu chó. Nghe có vẻ rất là tiêu cực, nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì tôi là như vậy, tôi là một người cực kỳ dễ nóng giận, hay là đúng hơn là một người rất thích kiểm soát người khác, một người rất gia trưởng, một người rất bossy, đúng không? Rất thích quyền lực, điều khiển người khác. Chỉ cần người ta trái ý tôi là tôi chạm. Thậm chí mà tôi về nhà mà cơm mà chưa sẵn sàng là tôi quạo lên. Ok, nhân viên làm sai lập tức bị chạm, người nhà làm sai lập tức bị tấn công, người nào nói không đúng với mình lập tức mình vùi dập. Vậy thì cơ chế hoạt động của nóng giận là gì? Làm cách nào chúng ta có thể vượt qua được điều đó? Hay là đúng hơn, làm cách nào chúng ta hiểu về nóng giận? Đó cũng là chủ đề chính của clip ngày hôm nay. Nào, việc đầu tiên chúng ta coi hậu quả trước. Về nghiên cứu khoa học, nóng giận là cái gì? Về mặt bản chất thì nóng giận đó là khi chúng ta không đạt được điều chúng ta muốn thì chúng ta nóng giận. Về mặt bản chất, tức là có một cái điều gì nó xảy ra trái ý của mình. Điều số 2, về nghiên cứu về tâm lý học thì khi chúng ta nóng giận, điều gì xảy ra? Chúng ta nên nhớ rằng về cơ chế hoạt động của não bộ của chúng ta, khi mà bất kể một thông tin gì chúng ta nạp vô thì nó sẽ chạy vào cái não bộ của chúng ta, và nó có một cái cửa, cái van một chiều. Nếu bình thường nó sẽ nhảy lên não bộ, trung tâm não bộ sẽ xử lý và đưa tín hiệu xuống các bộ phận khác để phản ứng. Đấy là một cách hoạt động bình thường, tôi nói theo ngôn từ dân nông dân. Ok. Còn nếu trong trường hợp khẩn cấp thì nó lập tức trở thành phản xạ, có nghĩa là thông tin không lên não bộ, không xử lý mà xuống thẳng hệ phản ứng. Ví dụ khi chúng ta gặp con rắn, ùn phát là chạy, không kịp nghĩ. Ok, nhìn thấy cái ô tô nó chuẩn bị đâm vào mình, ùn phát là mình né ra, có ai chuẩn bị đánh mình lập tức giơ tay lên đỡ, đó là một cái phản xạ. Và khi chúng ta phản xạ như vậy thì chúng ta không suy nghĩ, và ngay những lúc như vậy thì đó là những cái phản xạ có điều kiện, chúng ta được luyện tập, đã được trải qua, và hầu hết tất cả chúng ta sẽ hối hận khi chúng ta nóng giận. Hầu hết chúng ta đều nói một câu: ước gì tôi bình tĩnh hơn, ước gì tôi suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định đó, ước gì tôi đừng phản ứng một cách lố bịch như vậy, ước gì tôi đừng làm những cái điều mà nó kinh tởm như vậy. Là bởi vì lúc đó cái hệ thông tin của mình nó đâu có chạy lên được cái trung tâm xử lý của não bộ đâu. Ra chúng ta hiểu về cơ chế hoạt động của não bộ. Chúng ta nóng giận với ai? Thường là chúng ta nóng giận với người thân, nóng giận với nhân viên, nóng giận với người nhà, nóng giận với những người chúng ta yêu quý, nóng giận với những người gần gũi chúng ta. Chứ người lạ chúng ta có nóng giận đâu, có dám nóng giận đâu. Với cá nhân của mình thì tôi có được những người thầy để giúp cho tôi có được bài học để chỉnh được. Tôi cực kỳ tự hào về những người thầy của mình. Tôi có thầy Adam Khu, thầy Menis và thầy Megaroach. Tôi làm việc với họ nhiều năm và chưa bao giờ thấy họ nóng giận. Đây là một điều mà phải nói là niềm mơ ước của tôi. Cách tôi thoát ra khỏi nóng giận đó là tôi hiểu những cái kiến thức, những cách thức, và nó cực kỳ đời. Những clip sắp tới tôi sẽ chỉ cho các anh chị, đúng không ạ? Làm cách nào để mình làm bớt là người cha, người mẹ nóng giận? Làm cách nào để chúng ta bớt làm những ông chủ, bà chủ, những người sếp nóng giận? Làm cách nào chúng ta giải quyết được cái nóng giận của người đàn ông? Thì cái cách đó là tôi đã ứng dụng trong nhiều năm và tôi thực hành. Thực ra nó không quá khó. Tôi đã giảm rất nhiều. Và khi chúng ta giảm nóng giận thì chúng ta cực kỳ thông minh.
khi giảm nóng giận chúng ta sáng suốt, hay là đúng hơn, khi chúng ta giảm được nóng giận thì chúng ta mới là chính mình. Cho nên đây là một chủ đề tôi cực kỳ yêu thích. Ngày hôm nay nó chỉ là cái tổng quan của chủ đề nóng giận. Những clip kế tiếp tôi sẽ chia sẻ về phương pháp, đúng không? Cách thức làm cách nào từng bước một để chúng ta thực hành. Hãy tiếp tục theo dõi những video clip sắp tới của NCB Nguyễn Công Bình. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh, nhớ là phần bấm vào quả chuông để khi tôi có clip, các anh chị sẽ được nhận được sớm nhất. Chúc cho chúng ta có được mối quan hệ hoàn hảo trong gia đình, trong doanh nghiệp và trong xã hội. Chúc các anh chị có một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại ở các clip kế tiếp. Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào!